Hello, chào cả nhà. Hôm nay dẫn con trai nó đi tập bóng chày mùa hè. Đó, cảnh núi đẹp quá, quay vòng vòng cả nhà xem, mà đi vòng vòng xem có dâu dại không, dâu tây dại á. Chỗ này hay có lắm, để mình quay vòng vòng cho cả nhà xem dâu tây dại ở đây ha. Đó, mấy đứa nhỏ đang chơi bên đây nữa nè. Đó, đang tập luyện. Đi vòng vòng xem đi săn dâu tây nhé cả nhà. Bữa hôm mình thấy dâu tây chỗ này nó mọc nhiều lắm. Đây 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 nè, đây nè. Chưa trái, chưa trái. Bữa hôm thấy có trái nhiều lắm. Trứng này chưa có trái rồi. Năm nay lạnh nè, chứ năm ngoái là nhiều trái lắm. Năm ngoái giờ này là quá chừng trái dâu tây luôn. Năm nay là lạnh thế nên là vẫn chưa thấy trái nè. Ở đây 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 có trái nè nha. Đấy, dâu tây dại này, trái nhỏ nhỏ vậy đó nhà ơi. Đây nè. Wow, trời ơi. Vui quá. Đây nữa này cả nhà. Dâu tây dại nè. Đó. Thương chưa cả nhà? Có một chút xíu vậy đó, vui ha. Một chút à. Đây là dâu tây tí hon nha cả nhà. Tìm một hồi đây nè. Trái nhỏ tí tí à. Vui quá. Rất nhiều bạn yêu cầu chị Nhung ơi đi hái dâu tây dại đi. Cây sẵn tiện ngay chỗ này nó hay có lắm, cây mình đi săn luôn ha. Rồi, không có nhiều. Bộ hôm trội quá trời quá đất luôn á, đây có trái nè. Hái cho được nắm ha. Xong rồi lát là thử coi ha. Vui quá, nãy giờ được mấy trái nè. Bên đây mấy trái luôn nè. Đây đây đây, nó. Đây cả nhà thấy không, trái có một chút vậy đó, nó chín đỏ luôn rồi đó. Đây trái nè, vui quá, được mấy trái mà vui. Đây trái nè nè. Mình thấy có trái bự lắm. Đây này, đây này, đây đây đây. Đây nữa nè. Trời ơi, nãy biết cầm theo cái mẹt ha cả nhà. Trái này chà bá luôn. Vui quá. Đấy, được. Đây nữa nè. Ôi ôi, đây quá trời quá đất luôn nè. Ba bốn trái lượt luôn. Vui quá. Cái khu này là chỗ này là nhiều dâu tây dại nhất. Lần sau nhưng mà cầm theo cái mẹt qua đây. Trái bên đây nữa nè. Hai trái luôn. Ôi, trái này quá chân luôn nè. Ít bữa nó cầm theo cái mẹt nhỏ nhỏ qua. Đắng bỏ. Ui, trái quá chừng luôn á. Ham quá nhờ. Ui, nãy không thấy, giờ thấy quá trời luôn, bây giờ đề bằng tay rồi sao đây? Đây nữa nè. Quá trời luôn. Đây ba trái luôn. Ôi, đây nữa nè. Thích quá trời rồi đất. Hái cái này ghiền quá. Đây nữa nè, ba trái nè. Nhiều quá. Thôi bây giờ gom để chỗ này đỡ đi, xong rồi đi hái tiếp nha. Để một chỗ hay là nhà ha. Để xem hôm nay Nhung Hà hái được bao nhiêu dâu tây dại nha. Cái này cả chùm luôn, chưa chín. Hái mấy cái chín này ha. Chỗ này nhiều không thấy trái. Úi dùi, đây có trái bự chưa. Vui quá trời quá đất. Đây nữa nè. Trời, đây nữa nè. Hôm nay được đi săn thiệt là vui. Đó. Đây nè. Đây nữa. Trời ơi, quá trời của đất luôn. Ôi, thích quá trời. Đây nữa nè. Được cả bàn tay rồi. Đây nữa.
cây có một chút vậy thôi à nhà, kiểu không có, nói chung là không có tưới nước á, nên là cái cây nó không được tốt lắm, nhưng mà trái nó đỏ thơm lắm. Mấy đứa nhỏ hay á, nó chơi bóng chày xong nó chạy ra đây, nó hay tìm mấy cái trái dâu này nè nó ăn. Bọn đây đó, nãy giờ là được quá chừng quá đất luôn cả nhà, bao la dâu rồi đó. Qua đây thấy nè, đây chỗ cả chùm luôn nè, bên đây nữa nè. Hôm nay là được một ngày đi săn dâu tây dại theo lời yêu cầu của các bạn nha. Trái không có to như vườn nhà nhưng mà vui rồi nhở. Ui đây nữa nè, hai trái luôn. Thích gì đâu. Ủa, cái này mình hái mình rụng ha. Đây nữa, này nữa nè cả nhà. Ôi đây đây đây, hai trái. Ôi hai trái đỏ bên đây luôn nè. Đây ba trái, ba hai trái luôn. Xong rồi chạy qua ăn thử coi ngon không ha. Trái 4-5 trái luôn. Ít quá. Rồi. Rồi, nãy giờ hái cũng được nhiều á nhờ. Thôi đi qua thử coi. Thử xem là dâu tây dại như thế này ha. Cả nhà xem mà nãy giờ là Nhung Hà đi săn dâu tây dại á, được nhiêu đây nè cả nhà ơi. Đó. Mà hôm nay Nhung Hà không có trang điểm gì trơn á. Nên là cũng núp lùm nó hái vòng vòng cho cả nhà xem thôi đó. Nha cả nhà, mời cả nhà. Trời ơi nó thơm. Chua chua. Mà nó thơm. Thơm thì là ngon, hàng chi mấy đứa nhỏ nó tập xong rồi nó hay đi tìm cái dâu này nó ăn phải. Thơm quá. Chua chua thơm thơm. Ngon quá. Lá cho Nam ăn. Ngon quá. Cái hạt nó cơm sột sột. Trái này ngọt thơm quá. Ngon quá nhờ. Trái này bự nè. Ngon ơi ngon. Trái này ngon nè. Có đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cái sân tập của mấy đứa nhỏ đẹp thật cả nhà. Bây giờ là tập xong rồi, bây giờ đưa con trai đi về nhà. Cứ mùa hè thì đáng nhẽ nghỉ hè, nhưng mà thôi mình đăng ký cho con trai mình nó tập bóng chày, đặng cho nó chơi thể thao đó, cho nó khỏe. Chứ vừa rồi anh chàng bị Covid đó cả nhà, mình cũng hơi lo á. Nhưng mà bây giờ nó khỏe rồi cả nhà. Mình với ông xã không có bị, có kiểm tra rồi không có bị Covid, chỉ có mỗi anh Nam bị thôi. Nên là sau khi anh chàng khỏe thì Nhung Hà cũng muốn cho anh chàng tăng cường thêm sức khỏe thêm á. Đó, mình cũng có mua thuốc hậu Covid cho nó uống rồi. Nên cả nhà yên tâm nha. Trời ơi, view chỗ này đẹp tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Đó thôi, Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Nhung Hà đưa con đi học về đây. Tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà nha cả nhà. Bye bye cả nhà.